Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắm hoa và làm sao để chúng ta có thể giữ hoa chơi tươi lâu được lâu ngày nhất các bạn nhé. Thì với cái chia sẻ này của mình thì các bạn có thể giữ hoa tươi lâu khoảng từ 10 đến 15 ngày các bạn ạ. Ở đây thì mình sử dụng 9 bông hoa hồng nhung. Hoa hồng khi mà các bạn lựa mua thì các bạn sẽ lựa cho mình những cái bông mà các bạn thấy nó còn tươi, lá rất là tươi và vừa mới cắt xong như thế này. Đó, mấu vừa mới cắt xong đó các bạn. Các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình để giữ hoa tươi lâu được thì các bạn sẽ sử dụng cho mình đó là đường trắng và chanh các bạn nhé. Đó, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt tay vào làm luôn nha. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cắm nhé. Để cắm hoa được đẹp thì các bạn sẽ chống cho mình cái phần hoa nó bằng cứ cái phần hoa và các bạn cắm đến phần đáy như thế này. Đây ạ, nó cứ gấp đôi cái phần cành là cái phần bình là được. Ở đây thì mình sẽ cắt bớt đi. Các bạn cứ cắt cho mình cái phần cành hoa này nó gấp đôi phần bình là được. Và muốn chơi hoa được lâu thì ở đây các bạn sẽ lưu ý cho mình đó là cái phần gốc. Cái phần gốc này này. Đây này mình. Cái phần gốc hoa thì các bạn sẽ cắt chéo cho mình. Đó. Các bạn cắt chéo nhá. Sau đó thì các bạn sẽ dùng cho mình một cái con dao như thế này. Các bạn khứa cho mình một cái đường. Đấy, nó tách ra, tách với khoảng cách của gốc như thế này, khoảng tầm 1 cm và chỉ một phần thôi các bạn nha. Đó, sau đó thì các bạn sẽ chống xem là cái phần hoa nó đến đâu thì các bạn sẽ bỏ cho mình cái phần lá tới đó. Đấy, và các bạn cắt tương tự cho mình như vậy nhé. Các bạn sẽ đo những cái bông hoa này để cho nó bằng nhau. Ở đây thì mình sẽ cắm cái bình hoa hồng nó đều. Bạn cứ đo nó bằng nhau là được. Đây thì nó cũng đã bằng nhau như thế này rồi. Mình đã cắt sơ trước rồi. Và khi mà mình các bạn lựa hoa thì các bạn sẽ lựa những cái bông hoa mà thân nó mập một chút. Còn nếu mà mình không lựa được cái cây mà thân mập thì mình đành phải chịu thôi. Nhưng mà lúc mà các bạn cắt thì các bạn cứ cắt vát. Như vậy thì cái diện tích mà hoa hút nước được sẽ nhiều hơn. Đó. Sau khi mà các bạn đã cắt xong cho mình như thế này rồi sẽ để ra phía sau một chút nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ căng nước. Ở đây thì các bạn sẽ cho nước cho mình bằng 1/4 ở bình thôi. Đó, các bạn chia đến đây cho mình khoảng 1/4. Cái bình này của mình nó rất là lớn. Ở đây mình cho 300ml nước các bạn nhé. Sau đó thì các bạn sẽ thêm vào đây cho mình đó là một thìa ăn phở đường trắng. Đường trắng các bạn nhé. Để hoa tươi lâu và mùi không có mùi hôi khi mà các bạn đến khi mà các bạn hoa nó tàn ấy thì các bạn sẽ thêm vào đây cho mình nước cốt của 1/2 trái chanh. Đó, mình chỉ lấy phần nước cốt thôi, phần hạt các bạn đừng bỏ vô nhé. Đó thì các bạn sẽ khuấy tan cái phần đường lên cho mình.
Bây giờ để cắm hoa được mà nó giữ được cố định và các bạn có thể chia được phần để cắm, thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây đó là một cuộn băng dính mà chúng ta không cần phải sử dụng xốp cũng có thể làm được các bạn nhé. Các bạn quấn cho mình một vòng vào phía. Hôm trước thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể làm được như thế này rồi. Sau đó các bạn vòng lên phía trên, rồi mình lại cuộn thêm một vòng nữa. Đó. Sau đó các bạn lại vòng lên đây ạ. Các bạn cứ cuộn làm sao để chúng ta có thể tạo thành được các cái ô vuông ở phía trên mặt của cái bình này. Như vậy thì khi mà các bạn cắm hoa nó sẽ không bị di chuyển. Sau đó thì các bạn cuộn tròn lại phía miệng như thế này và mình cắt. Đây, mình sẽ quay gần lại để cho các bạn là nhìn cái phần miệng nhé. Cái phần miệng là sẽ có những cái hình ô vuông như thế này để chúng ta có thể cắm hoa được. Và bây giờ thì mình sẽ cùng cắm luôn nhé. Mà các bạn dùng cho mình. Trời ơi, các bạn lại không nhìn thấy hoa mình cắm rồi. Đây. Đây các bạn ơi, khi mà các bạn cắm như vậy thì nhìn hoa nó rất là tươi, màu sắc cũng rất là đẹp đúng không các bạn? Và với cái cách cắm như thế này thì các bạn sẽ chơi hoa được rất là lâu. Và hoa nhà mình thì thường là mình hay cắm, sau đó mình để từ 10 đến 15 ngày hoa mới tàn. Khi mà các bạn chỉ sử dụng một cái mẹo rất là đơn giản, các bạn sử dụng đường và chanh như vậy sẽ giữ được hoa rất là lâu, chơi rất là lâu. Và muốn cố định được hoa cắm để nó vuông vuông tròn lại như thế này thì các bạn sẽ dùng cho mình cái cuộn băng dính như vậy thì nó sẽ rất là tiện đúng không các bạn? Đây là hoa sau khi mà mình đã cắm được 5 ngày thì hoa vẫn còn rất là tươi như thế này đây các bạn. Như hôm trước thì mình đã nói với các bạn là khi mà chúng ta cắm hoa như thế này thì các bạn sẽ thấy là hoa nó sẽ tươi được rất là lâu. Và các bạn thấy không, những cái bông hoa nó bắt đầu khoe sắc như thế này đây, 5 ngày rồi các bạn nhé. Và khi mà các bạn làm như thế này thì hoa của chúng ta sẽ tươi được rất là lâu. Còn nếu như mà các bạn muốn chơi hoa lâu được lâu hơn thì cứ 5 ngày các bạn lại thay nước cho mình một lần và cắt đi cái phần gốc một chút ở phần gốc thì nó sẽ đảm bảo là các bạn sẽ chơi hoa được rất là lâu luôn ý các bạn. Và đây, đúng thật là hoa hồng thì rất là đẹp đúng không các bạn, và ngày Tết thì chúng ta nên có một cái bình hoa hồng để ở trong phòng khách, hoặc là nếu như mà nhà ai mà muốn thờ hoa hồng á thì các bạn cũng chuẩn bị một cái bó hoa hồng rất là đẹp như thế này. Nhưng mà thường khi mà thờ ấy thì hay sử dụng hoa dơn nhiều hơn, còn hoa hồng thì hay dùng để cắm để bàn các bạn ạ. Nhìn rất là đẹp đúng không? Và mình chỉ muốn quay những cái bông hoa này thôi ấy. 5 ngày rồi mà nó vẫn còn tươi như thế này, tươi nguyên như thế này này các bạn này. Đó. Và không hề bị héo một chút nào cả. Lá và cành đều rất là tươi. Đó. Mình sẽ quay xa xa hơn một chút để các bạn thấy được là cái bình hoa của mình nó vẫn còn tươi. Nước đây các bạn.
Nước thì khi mà các bạn cắm hoa hồng thì các bạn chỉ để cho mình khoảng tầm cỡ 1/4 của cái lọ như thế thôi. Đấy, đủ để cho hoa có thể tươi lâu. Và khi mà mình chơi hoa xong, cái nước nó cũng không bị mùi hôi. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video mới nhất của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.